Ngày 13 tháng 11, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can của Công an tỉnh đối với ông Võ Văn Chánh, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, về hành vi vi phạm các quy định về quản lý đất đai. Ông Chánh bị khởi tố do có liên quan sai phạm đất đai ở khu dân cư Phước Thái, phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa. Ông Chánh được tại ngoại hầu tra. Đây là động thái mới nhất của Công an tỉnh Đồng Nai trong quá trình mở rộng điều tra giai đoạn 2 của vụ án biến 9 hectare đất công thành tư, chiếm đoạt của nhà nước 78 tỷ đồng. Qua điều tra, ông Võ Văn Chánh, thời điểm là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, đã ký 2 quyết định giao đất và cho thuê đất để công ty Phước Thái thực hiện dự án khu dân cư thương mại Phước Thái với tổng diện tích gần 9 hectare. Việc ông Chánh ký giao đất không qua đấu giá quyền sử dụng đất là không đúng quy định tại khoản 1, điều 118 Luật Đất đai 2013. Sau khi được chuyển qua làm bí thư thành ủy Biên Hòa, tháng 4 năm 2023, ông Chánh xin nghỉ hưu trước tuổi.